Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em xin test âm thanh cũng như là ghép bộ cấu hình quánh bát uy lực, một đôi loa rất hay của Chio, đôi loa LS800, mỗi thùng nặng đến 30kg các bác. Đôi loa có cái tiếng bát nặng như thân hình của nó. Bây giờ mời các bác cùng thử chất âm để mà ghép với chiếc âm ly có giá 3.2 triệu, săn xui 507. Đôi loa có giá là 7.600.000 đồng. Đôi loa này hoàn toàn có thể vừa nghe vừa hát, rất tuyệt vời với bộ cấu hình này. Bát đánh rung ngực các bác. Với cái cấu hình của đôi loa này, nó gồm một chung bát cạn màng trống và một con tung con tép đôm màng trống như vậy. Và con bát 30 oánh cực kỳ uy lực luôn. Các bác nhìn côn loa rất to các bác. Côn loa nó rất là to và tình trạng loa thì đẹp xuất sắc, vuông thành sắc cạnh. Đó, những cái phần này em còn chưa lau các bác nhá. Đó, em sẽ lau bóng bẩy cho các bác trước khi gửi đến các bác. Đôi loa rất gấu. Chiếc ly săn xui 507i này có giá là 3.2 triệu. Các bác có thể vừa nghe vừa hát trên bộ cấu hình này, ghép thêm con vàng nữa hát rất hay trên bộ cấu hình này các bác nhé. Đây là một chiếc ly rất khỏe của săn xui, đánh 4 sò sang gen. Rồi bây giờ em xin test một đoạn nhạc trữ tình. Đây là bộ cấu hình các bác có thể vừa nghe vừa hát rất hay. Hiện tại thì nhà em đang hết mất vàng rồi, không còn chiếc vàng nào cả để mà ghép. Thì sắp tới nếu mà biên giới mở, hết dịch bệnh thì khả năng cao thì em sẽ về được một lô vàng next. Đó thì trong thời gian tới thì mong các bác ủng hộ tiếp. Hiện tại thì nhà em đang hết sạch những cái con vàng rồi, nên không có thể có vàng để ghép lên cấu hình cho các bác để các bác tham khảo. Nhưng lưu ý với em là đôi loa Chio LS800 này có thể vừa nghe vừa hát rất hay. Với cái tầm tiền 7.600.000 đồng các bác bỏ ra thì các bác có một đôi loa đánh còn cái tiếng bát hơn cả súp các bác. Đánh bát rất hay luôn, uy lực, đôi loa nặng, mỗi một thùng loa này 30kg các bác. Đây căng đầy đủ các bác nhé. Em sẽ mở nhạc trữ tình các bác nghe thử. Bộ cấu hình này thì có thể chơi đa thể loại luôn. Đôi loa, đặc biệt đôi loa, nó có tiếng bát đánh rất kinh. Em sẽ mở bài chuyện tình Lan và Điệp cho các bác tham khảo cái tiếng bát oánh như sấm của nó các bác. Bát em mới để mức 12 giờ các bác nhé. Đó, em sẽ bật thêm low lớt nữa. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mong rất là đã tay các bạn ạ, đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bóng hoa thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa
chiều tan trường về điệp cùng lan chung bước. Sang xui có công suất nguồn 175W các bác, hoàn toàn kiểm soát tối đa này. Lần cuối gặp nhau lang khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình, nghèo duyên không thành, điệp ơi lang cắt tóc quên đời vì rất là dã man, tiếng bass đánh rất dã man, những bài hát kiểu như chuyện hoa chuyện tình Lan Bà Điệp này, hoặc là những bài kiểu như chuyện hoa sim vân 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 vân. Cái bass, cái tép nó đánh rất lực các bác. Nếu đôi loa kiểu vậy đánh ra tiếng bass thì phải nói là các bác nghe tuy nghe nhạc trữ tình nhưng mà ngồi vẫn rất là phấn khích cái tiếng bass. Đặc trưng của những đôi loa gấu các bác, đôi loa nặng đến 30kg một thùng các bác lưu giúp em lại. Và chị em đi đánh với những đôi loa này các bác có thể chơi những chị em đi có cái công suất nguồn nó khoảng từ 150W trở lên. Hiện tại em đang ghép chiếc âm ly Sansui 507i này, nó có công suất nguồn 175W, công suất thực. Nên nó đánh đôi loa này rất ngon, rất mạnh luôn, không hề nóng các bác. Và âm ly này giá 3.2 triệu, đôi loa giá 7.600.000 đồng. Và các bác, tuyệt vời luôn. Rồi xin kính chào các bác. Một cung đàn phải trắng tình đời là vòng giấy oan trai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.